Em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến bà con nha. Vừa về tiếp tục một mẫu Crew 2013 nè. Nước sơn bên ngoài khá là đẹp. Xe này chủ sử dụng cực kỳ là kỹ. Anh chị nhìn lồng sơn nè, phong dáng của em nó không tì vết. Hệ thống cảm biến dê chủ nhà đã lên. Thương hiệu đến từ Mỹ. Hai cụm đèn phía sau khá là mới nè. Crew bản LS nha. Phía sau mạc chrome cực kỳ là đẹp. 60 đồng nai. Em này máy động cơ dung tích có 1.6 anh em. Mức độ tiêu hao nhiên liệu em này thì cực kỳ là ít luôn anh em. 7 đến 8 lít trên 100 km. 5 quả mâm theo xe mới tinh. 4 vỏ đâu đó còn loanh quanh còn được tầm 65-70% nha. Đỏ mừng chính. Được cái màu sơn đẹp anh em ạ. Em này máy móc bao rin. Em này sơn rin đâu đó phải tầm 70-70%. Hai cục đèn phía trước của em Crew rồi mới lên keng. Cái đó phía dưới chúng ta sẽ có đèn gầm nha anh em. Em này là luôn luôn là phong dáng, luôn luôn là đứng đầu. Đẹp, giá tiền hợp lý, mẫu xe tầm trung cho anh em. Đi mẫu là đi gia đình thì phải là very good rồi anh em. Anh em trải nghiệm cùng với cho anh tiếp tục vô phần khoang nội thất nha. Em này đăng kiểm đến tháng 1 năm 2024 nha anh em. Đây anh em. 2013 anh chị nhìn vô lăng nè. Đó bà con coi vô lăng có một tí gọi là chày xước không ạ? Tích hợp vô lăng, tích hợp gương cụp mở theo xe. Máy số rin hết. Hai túi khí bên phụ bên tài. Ghế của em nó nguyên bản là ghế nỉ nha bà con. Ghế nỉ theo xe hết mới tinh nè. Dùng chủ nhà người ta ít chạy anh em ạ. Đây chúng ta sẽ có hệ thống gương cụp mở nè. Đó là nguyên bản của dòng Crew hết toàn bộ nha anh em. Tắp bi cửa khá là mới nè. Keo chỉ rin 100%, xe không mất phân chỉ nào đâu. Đây là phần băng ghế phía sau nè. 5 chỗ ngồi rộng rãi vô đối, đây là dàn ghế nỉ nè. Ghế nỉ phía sau là mới tinh, hầu như là không có người ngồi luôn bà con. Từ cái lót sàn của em nó lót sàn nỉ còn theo xe nè. Phấn son 7 màu đẹp lắm. Nói chung xe không lỗi nha anh em nha. Sơn rin đâu đó 70% cho anh em á. Xe này bên chị anh cam kết máy rin số rin không cứng không lỗi, không cứng đụng, không cập nước cho anh em. Anh em đi gia đình mẫu 5 chỗ này thì quá tuyệt vời luôn anh em. Anh em trải nghiệm cùng với chị anh tiếp tục vô phần khoang động cơ máy nữa. Đi được 90 mấy ngàn thì anh chị nghĩ đi, cục máy nó chất lừ luôn. Em này số sàn đi thì nó lành tính anh em ạ. Đây nè. Đó bà con vô lăng nè. Vô lăng mới tinh như thế này. Một cái màn hình theo xe nha bà con. Hai túi khí bên phụ bên tài, hệ thống khóa lóc ở trong đầy đủ các tính năng. Anh em trải nghiệm tiếp tục vô phần khoang động cơ máy nè. Cục máy bao đẹp. Trên đồng hồ nè. Trên đồng hồ của em nó là không có lỗi lầm nhé. Từng cái cần thắng tay là số của em nó là bao chất luôn. Máy nổ không nghe tiếng động. Nó rin hết. Đèn halogen nhé. Đây anh em. Đây là cục máy của em nó nè. Đó chỉ thấy cục máy nguyên bản. Cục máy nguyên bản là mới tinh. Số nè. Em này số máy nó khô ráo cực kỳ từ hệ thống bô chống nóng. Xe là không có tí độ hơi đâu anh em ạ. Không một tí độ hơi. Nhớt mới. Hệ thống cảm biến khí thải tất cả đang hoạt động hết toàn bộ. Lốc lạnh theo xe. Đây là cục máy 7 màu của em nó đây. Xương đầu nè. Xương đầu đẹp và chuẩn chu anh em nhé. Nó không có cứng lỗ, đi đâu là hai cục đèn rin luôn. Hai bên kèo cột cũng nguyên vẹn theo xe hết anh em. Cục máy đang nổ. Anh em nắp capo. Nắp capo là keo nguyên bản hết anh em ạ. Những sóng gần là không có dấu hiệu là bị đâm va và móp méo ở trên chiếc xe. Em này keo chỉ rin 100%. Máy móc bao rin anh em nha. Đi gia đình lấy mẫu này về anh em. Chạy sướng cực kỳ. 23, 235 triệu mỗi ngày. Anh chị mua bên chỗ anh có bớt cho anh em luôn. Được cái màu sơn đẹp, màu sơn cho anh thích lắm. Màu đỏ. Kính của em nó không một tí chày luôn mà con thấy không.
Nó là phân khúc C, chuẩn gốc gia đình luôn. Nảy chất nhiệt ở trong phần cốp, keo, keo rin hết. Anh chị thấy cái cốp sạch sẽ không? Đó, cái cốp sạch sẽ nè. Cái cốp hầu như là không có một tí gọi là bụi bẩn hoặc xình lầy luôn anh em ạ. Đây anh chị, 5 quả mâm đúc, vỏ độ Seco theo xe đầy đủ các tính năng rồi anh em. Đó, anh em lấy về anh em chạy nhé. Đẹp chưa? Được cái em này chạy, nó đầm. Nó đầm xe cực kỳ nha, riêng dòng Cru phân khúc C anh em chạy thử, nó đầm cực kỳ luôn. Quá đầm mấy mẫu này. Nước sơn đẹp nữa chứ. Đây anh em, đây là phần gầm. Anh em coi phần gầm nè. Đó, gầm bệ là sáng trưng. Đó, chuẩn gốc gia đình anh em ạ. Anh chị nào quan tâm mẫu Cru 2013 thì alo cho Trần Anh Ô Tô nhé. Chevrolet Cru, nước sơn đỏ, thương hiệu Mỹ, máy 1.6, em này bản MT, mức độ tiêu hao nhiên liệu loanh quanh cho anh chị nằm tầm 7 đến 8 lít thôi. Sơn đẹp tuyệt vời luôn. Đây là toàn bộ là chất sơn rin nè, cửa của em nó nè, toàn bộ là chất sơn rin ngay chủ anh chị nha. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2024 anh em. Mẫu này đăng kiểm đến 1 năm cho anh em rồi, thoải mái luôn. Lấy về là chạy thôi. Ngoài ra cũng phải làm thêm bất cứ một khoản gì trên chiếc xe nữa anh em nhé. Trần Anh khép lại channel tại đây này. Trần Anh see you and goodbye.